Xin chào các bạn. Hôm nay tôi hoạt khai trương ở chi nhánh Vico Lotte Tân Bình nè. Mới rất là mới luôn. Nay sẽ cho sau ngày sắp đi chơi tôi hoạt. Khuôn viên này diện tích thì rất là nhỏ nha. Nên giá vé thì thường có 20 ngàn nè, cuối tuần lễ Tết mới 40 ngàn đó. Đây okay, xem nè. Đây xếp hàng nè, lại sau dần sóc rồi, đây xếp hàng nè. Không khí Noel nè, cô nhân viên cũng đeo đặc trưng. Sừng mùa tuần lộc nè, tới bạn sau nè. Đang ghi thông tin gì đây không biết. Đó là mới, khai trương ngày 14 tháng 12. Miễn phí vé vào cổng. Ưu đãi 50 khách hàng đầu tiên là chắc là mình không phải được rồi. Rồi bây giờ gia đình đang xếp hàng nè, rồi tới nơi chuẩn bị mua vé rồi các bạn ơi. Nhưng mình có hiệu vé là đi cuối tuần nha, đòi 40 ngàn. Rồi đó. Rồi cô dán tay cho con nè. Rồi rồi có một cái dép nè. Rồi xong tôi gọi tại vào chơi nha. Rồi về lấy ra rồi tóc khu vực chơi xe nè, siêu nhân nè, sóc là phải rồi, vô đi chơi đi con. Đó chơi xe nè, nè đó thích chơi không? Ê con bước qua nha, đó lấy xe chơi thả giống như mấy anh kìa. Rồi mình quay rồi. Mới nên nhìn đồ vẫn còn sạch sẽ nè, còn nguyên còn quẹt luôn nè. Chơi siêu nhân. Nè chơi đây nè, xe nè. Chơi không? Không chơi búp bê hay chơi gì con? Cho em sống chơi xe thôi. Cái diện tích này hơi nhỏ nên vào đây sẽ không có khu vực ăn uống. Không có thấy không thấy để bàn để mình ngồi ăn hay ngồi uống gì nha. Chứ ăn thì cầm trên tay thôi. Sóc. Sóc lấy xe ra đây thả nè con. Con lấy xe ra đây thả nè. Sao lấy xe ra thả cho em sóc thả đi. À mẹ nè, sóc ơi, ra nè, mẹ lấy xe cho anh thả nè. Rồi có tự chơi được không? Bình thường ở nhà cũng cầm xe đẩy đẩy rồi tự chơi lắm mà. Ở đây là cho chơi tự chơi gì đây? Khu vực chơi cát sạch đẹp luôn nè, mới mà. Wow, còn sơn mình dính hay sao? Đâu đang vô chơi cát rồi các bạn. Ngoài những cái trò chơi thông thường là cái trò cát đây là Tiny World chủ đạo nè. Tại vì một số sẽ thay bằng các hạt gỗ hay hạt mùn hay cái gì đó, nhưng mà Tiny World là sẽ lúc nào cũng có chơi cát hết á. Sóc sợ dính sợ cát, sợ slam này nọ anh không chơi rồi đâu mất rồi. Chơi nhà banh liên hợp. Cái này thiếu màn hình tương tác. À có nè. Nè mình không để ý, giờ mới thấy nè. Ồ, cũng đầy đủ đấy chứ. Dành gần như một nửa diện tích để cho nhà banh cầu trượt rồi khu liên hợp vận động này nè. Ra là có khu tô tờ chân cát, rồi khu chơi cát, khu nhà banh liên hợp là 3, khu xe với các siêu thùng là 4, và khu công chúa là 5. Thả xuống 1, 2, 3, yêu hay. Tiếp tục. Còn hai đây nữa rồi. Bố nè, 1, 2, 3 đuối bố không? Hai đuối đó bố nè. 1, 2, 3
Mẹ thả là wow hả? Wow. Cái lồng chơi tiếp đây. Hạ xuống anh lấy hết rồi, lát nó đòi rồi. Yeah. Rồi chán rồi, cho cát chơi. Đó, có mấy anh thả rồi. Rồi đi lấy xe em, đi lấy mấy xe con. Rồi được rồi, lên đi. Ôm gì nhiều, có ôm được hết đâu. Rồi đi lên. Lên đây thả tiếp. Chép lên. Rồi. Thả. 1, 2, 3. Thả xuống đây cho, rồi thả đi con. Cho em ạ. Rồi đó. Thả đi, thả đi. Nhà bánh nghe chơi ném màn hình nè, coi có con gấu ném cái gì không. Đó đó kìa kìa, ném ma kìa. Đó ném con ma. Nè, ôi ôi. Sao bộ anh vô nó bay ở đâu. Phải rồi, phải rồi. Cầm đấm đập luôn chứ khỏi rồi lại ném. Rồi bắt đầu lên cô chưa. Cậu chưa, chưa đá, cậu chưa, chưa cao dài. Hãy em sống vô đây chơi với con ha. Chơi treo mà phải nhỉ. Trời ơi, leo lên ghê luôn rồi. Rồi. Mới mở nên sạch đẹp. Cho này đu lên rồi nó chưa tới kia giống trường là vòng chắc cho các bạn trai rồi các bạn lớn lớn chút chứ sâu không dám chơi. À sâu ghê kìa, chơi ghê khó kìa. Ai người trường đó, ai chạy qua đây hả? Chờ, chơi bình đồng liên hoàn này nè, chơi sướng nè, cho cái bé bình đồng. Ồ, rồi nhảy qua bạch vũ luôn. Để coi chưa đi. Đi ngược lại, đi ngược lại.
anh chạy lên chơi tiếp. Mấy có chưa tới không? Rồi rồi. Qua rồi. Chuyện đôi với bạn nha. Đó, hai quá. Rồi đừng nói lần nữa nha. Rồi. Wow. Nè, bây giờ sau chiều chơi này nè, sau giúp hàng là thử chơi thử nha. Wow. Rồi, tới lượt con. Rồi. Ôm chặt vô nha. Một. Wow. Hay. Wow. Đá thiệt, trời ơi. Ờ, rồi sốc, sốc là muốn không? Muốn chơi không? Rồi, thấy gì hay chơi hay chưa? Mồ hôi quá. Rồi anh người khổng lồ xanh này nè, mặc đồ mà nó dài mà như nàng tiếng cá luôn rồi đó. Sau đang rồi chơi công chúa. Đây có vương miền trang phục công chúa nè. Rồi 9 giờ tối rồi. Review đánh giá sơ qua cái team quần này thì rất là nhỏ nên giá tiền cũng rất rẻ, chỉ cần 20 ngàn thôi. Ngày thường các bạn tới chơi 20 ngàn chơi tiền ra luôn. Chỉ có mấy trò thôi. Và vì diện tích nhỏ quá nên nó chỉ có khu vực chơi trọn gói là mua vé luôn, chứ còn các cái khu vực mà chơi game mà để lấy thẻ tính điểm để đổi quà là không có. Ở đây không có. Rồi 9 giờ các bạn trẻ cũng chuẩn bị ra quà hết rồi nè. Đó, công viên nó có hơi xíu à. Mới mở nên mới khai trương hôm nay luôn nên rất là sạch đẹp nha. Pico Lotte Tân Bình các bạn lên chơi. Và bên đây là Time Zone nè. Time Zone thì các trò chơi cũng giống chơi thẻ, chơi sâu gì đó. Nạp thẻ vô chơi. Đổi thẻ ra là chúng quà đổi quà. Qua đi bà. Đây là tầng 2 của Pico Lotte. Rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video nha. Hãy like, ủng hộ kênh của gia đình Sâu Sắc. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại nè.